Yay, finally meet my best internet friend after 4 years. Sẵn hôm nay cho mấy bạn coi đây là nơi mà các celeb hay đậu chat. Nhưng mà trước khi vô mấy cái phần đó thì việc đầu tiên phải làm ngày hôm nay vẫn là feed em bé Rudy và dẫn em bé Rudy đi pooping. Chó nhà ai mà tìm được vàng với kim cương chứ chó nhà mình chỉ tìm được poop với lại pee thôi nha. Không biết khi nào trời nó mới nắng ấm lại nữa chứ sáng nào ngơi cũng muốn lạnh cống luôn á. Bây giờ thì ghé Starbucks mua cà phê xong rồi lên đường đi làm thôi. Mỗi lần mà chỉ cái camera vô mẻ là mẻ lèm bèm lèo bèo miết cái chặng đường luôn á. Mọi người để ý cái bầu trời mà trên đường anh đi á, nó đang từ sương mù u ám lạnh lẽo cái từ từ nó dần trong xanh và nắng ấm hơn. Nơi mà con đang đi đến đó, nó là valley mà thường ở thung lũng á thì nó sẽ nắng và nóng hơn ở phía trên cao. Mr. Rudy nó hay ghê luôn á, mỗi lần mà gần đến nơi lại tự nó đứng xổm vậy. Hôm nay phải cả nhà cùng nhau đi làm để cùng nhau kiếm tiền chứ hai cái con này nó ăn dữ quá nó không có làm gì hết trơn luôn á. Thường thì mọi người sẽ thấy mấy cái áo khoác ở mặt á là của công ty của ổng sản xuất. Sắp tới thì cũng đang chuẩn bị ra thêm bộ sưu tập mới nhưng mà để từ từ mình chôn chỉ xong rồi mình mặc sao. Giờ là cái lúc mẹ được gặp bestie thì cái thằng con lại đi xin ăn ở khắp tất cả mọi nơi luôn á trời. Mà sản xuất áo khoác ra thì là còn bao rồi bát nữa, thường cuối năm á là sẽ sale một đô hoặc là mấy đô rất là nhiều cho nên là cuối năm khi nào mà sale á người sẽ post lên cho mấy bạn săn sale nha. Anh thấy bữa giờ hình như Điền Niêm cũng đang lên ngôi trở lại rồi đó, thấy quá trời người mặc luôn á. Ủa mấy đứa rồi cuối cùng là đi làm hay đi chơi vậy trời, đó coi hay thiệt luôn á. À mới có một xíu xong giờ phải dắt nó đi pp nữa rồi nè. Yeah, xin mẹ nè, chịu không nổi anh thì nói không. Thì ở cái khu valley này là thường tập trung ở mấy cái xưởng rồi nhà máy ở đây không à mọi người. Đi làm xong thì giờ cả nhà ghé vô ăn trưa tại một nhà hàng Ý trên đường về. Thường thì mấy nhà hàng khác người ta không có cho dắt chó vô, đặc biệt là một con bự như cái con này nữa thì nhưng mà hên sao ở đây người ta cho vô. Mỗi lần nhìn thấy anh Rudy ai cũng sợ hết trơn á, nhưng mà hên sao nó biết điều, nó vô nhà hàng nó im nó ngoan gì đâu luôn á.